Ở tập trước, Lữ Chí vì muốn chiếm đoạt thân thể của Ngân Sương, hắn đã hạ độc nàng ta. Đúng lúc Diệp Thần đi qua, hắn thấy cảnh tượng như vậy, Diệp Thần lúc này quyết định ra tay cứu giúp nàng ta một mạng. Sau khi cứu được Ngân Sương, Diệp Thần liền lặng lẽ rời đi. Sau khi rời đi, hắn liền quay trở về Hằng Nhạc Tông, nhưng mà lúc này lại không phát hiện ra Hổ Oa đâu cả. Đúng lúc này, hắn phát hiện ra được tin tức của Hổ Oa đang gặp nguy hiểm ở võ đài Hằng Nhạc Tông. Mở đầu cho tập phim, sau khi Diệp Thần phát hiện ra Hổ Oa đang gặp nguy hiểm, hắn liền tức tốc chạy đến sân đấu Vân Đài. Khi đến đó, cảnh tượng đập vào mắt của Diệp Thần lúc này chính là Hổ Oa, cậu bé đang bị đánh cho không có sức chống cự. Diệp Thần muốn ra tay cứu Hổ Oa, nhưng liền bị Tể Hạo ra tay ngăn cản. Diệp Thần vì muốn cứu Hổ Oa mà hắn đã đồng ý khiêu chiến với Tể Hạo. Mọi người tập trung ở đây đều biết cảnh giới của Diệp Thần không bằng Tể Hạo, khiêu chiến chắc chắn sẽ bại. Nhưng vì Hổ Oa, Diệp Thần vẫn quyết định lên lôi đài quyết chiến với Tể Hạo. Không lâu sau đó, hai người bắt đầu tiến vào trong trận chiến sinh tử. Tể Hạo rất nhanh áp sát Diệp Thần để công kích. Hai người quyết đấu cận chiến bằng những nắm đấm. Trận chiến lúc này càng lúc càng căng thẳng. Mặc dù cảnh giới của Diệp Thần không bằng Tể Hạo, thế nhưng Diệp Thần rất nhanh chớp thời cơ bay lên trên không trung, một quyền một cước đá Tể Hạo văng xuống đất. Mọi người đứng xung quanh xem trận thi đấu này đều phải thốt lên với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Diệp Thần sao hắn lại có thể như vậy? Tể Hạo lúc này vì tức giận mà hắn đã lấy ra một tấm bùa chú để quyết phần thắng bại với Diệp Thần ở trận chiến này. Lúc này Tể Hạo đã ngưng tụ ra bốn lôi ấn đánh thẳng về phía của Diệp Thần. Diệp Thần thấy vậy, hắn cũng không thèm né tránh, hắn liền dùng huyền trọng xích của mình để đón đỡ nó. Ầm một cái, mây khói bay khắp sàn đấu. Mọi đệ tử ở xung quanh đây thấy cảnh tượng như vậy, ai nấy đều tỏ ra vẻ vô cùng ngạc nhiên. Có người lúc này nói, tên Diệp Thần này đối kháng chính diện với Tể Hạo đang ở nhân nguyên cảnh mà hắn lại dám đón đỡ đòn đánh đó của Tể Hạo, đúng là yêu nghiệt mà. Tể Hạo lúc này hắn cũng chưa bỏ cuộc, hắn liền lấy thiên lôi chú ra. Các đệ tử thấy vậy liền nói, phen này tên Diệp Thần kia lành ít dữ nhiều rồi. Thiên lôi chú này có uy lực bất phàm, người có cảnh giới nguyên nhân cảnh không ai có thể đón đỡ nó được. Diệp Thần thấy thiên lôi chú lúc đầu hắn cũng thấy hốt hoảng, nhưng vì cứu Hổ Oa hắn không tiếc phải trả giá. Tể Hạo ném thẳng thiên lôi chú về phía Diệp Thần, tạo ra một vụ nổ lớn. Phía dưới đài mọi người cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi, nhưng mà thiên lôi chú này cũng không thể nào làm được gì Diệp Thần, chỉ khiến hắn bị thương ngoài da. Chút thương thế này đối với Diệp Thần không nói là gì. Lúc này hắn liền lấy xích tiêu kiếm của mình ra lao lên tấn công Tể Hạo. Mặc dù bị thương nhưng mà tốc độ của Diệp Thần vẫn huyền diệu và vô cùng quỷ dị. Với những thế tấn công vô cùng bá đạo của Diệp Thần mà Tể Hạo không một chút sức lực nào phản kháng lại cả. Trong lúc Diệp Thần định hạ sát Tể Hạo, đột nhiên lúc này có một cỗ cường đại uy áp từ nơi xa đánh tới, kèm theo một giọng nói vô cùng quen thuộc với mọi người. Thằng nhãi, người dám làm như vậy sao? Người xuất hiện lúc này chính là Nhân Dương Phong thủ tọa. Dưới sự uy áp quá mạnh của Nhân Dương Phong, Diệp Thần không chút sức lực. Nhưng mà Diệp Thần vì có Tể Hạo đang nằm dưới xích tiêu kiếm của mình mà hắn không hề sợ Nhân Dương Phong. Nhân Dương Phong lúc này nói, người hãy thả Hạo Nhi của ta ra. Diệp Thần liền đáp, trưởng lão, Phong Vân quyết đấu cấm chỉ phe thứ ba tham dự, ngươi là muốn coi thường môn quy sao? Nhân Dương Phong lúc này đã vô cùng tức giận, nhưng hắn cũng không dám làm gì Diệp Thần cả, vì Tể Hạo vẫn đang ở trong tay của hắn. Tể Hạo cũng chính là con của Nam Cường Tể gia, nếu một chút sơ suất Nhân Dương Phong cũng sẽ phải chịu tai họa ngập đầu. Nhân Dương Phong lúc này liền kiềm chế sự tức giận của mình và nói, ngươi không phải muốn linh thạch sao? Chỉ cần ngươi thả người, ta sẽ cho ngươi linh thạch. Diệp Thần liếc qua trên đất túi chữ vật, cười lạnh một tiếng, trưởng lão, ngươi có thể biết ngươi đồ nhi phạm vào tội lớn bực nào, sao chỉ là 1000 linh thạch liền muốn chuộc lại? Vậy thì hắn mệnh cũng không tránh khỏi quá hèn mộ sao? Nhân Dương Phong liền nói, tội lớn sao? Không biết đồ nhi của ta đã phạm phải tội gì vậy? Diệp Phàm liền nói, Phong Vân quyết đấu cấm chỉ vận dụng thiên lôi chú, bất kể ai phạm phải tội này đều sẽ chết sao? Còn người muốn mạng của hắn thì phải có 10 vạn linh thạch. Nhân Dương Phong vì bất đắc dĩ nên hắn đã phải đồng ý với Diệp Thần. Sau khi giao dịch xong thì Nhân Dương Phong liền dẫn Tể Hạo đi.